Kính chào quý vị và các bạn. Khoảng chiều tối mai, khối không khí lạnh mới sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi của Bắc Bộ, sau đó là các nơi khác. Tuy nhiên trong ngày mai thì khắp Bắc Bộ trời vẫn ấm. Thủ đô Hà Nội và các thành phố như là Ninh Bình, Hải Phòng, Hạ Long, Bắc Cạn, Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên Phủ và Sơn La trong khoảng nhiệt là từ 20 đến 23 độ, riêng Lạng Sơn là 19 độ. Phải từ ngày kia nhiệt độ mới giảm mạnh và khi đó thì khắp Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra rét đậm, rét hại. Trong đợt này, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực ven biển Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ là từ 8 đến 11 độ. Còn khu vực vùng núi Trung Du, Bắc Bộ là từ 3 đến 6 độ. Các đỉnh núi cao ở Bắc Bộ khả năng sẽ xuống dưới 0 độ và nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối. Trước khi không khí lạnh về ngày mai, khắp miền Trung trời vẫn có nắng và trải rộng khắp toàn miền. Nhiệt độ ở các thành phố Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đông Hà và Huế ấm hơn 22 đến khoảng 24 độ. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang, mức nhiệt dễ chịu là 26 đến 28 độ, riêng Phan Thiết trời nóng 32 độ. Với khu vực Tây Nguyên, nền nhiệt đang có xu hướng tăng lên nhưng vẫn giữ khoảng cách chênh lệch khá lớn giữa ngày và đêm. Dự báo đêm nay ở Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa hay Đà Lạt thấp nhất chỉ từ 15 đến khoảng 19 độ. Sang ngày mai thì trời nắng nhiều, nhiệt độ tăng nhanh lên mức là 25 đến 30 độ. Ở Nam Bộ ngày mai trời sẽ khá nóng ở khu vực miền Đông. Tại các thành phố như là Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, mức nhiệt là 33 đến 34 độ. Còn miền Tây thì nhiệt độ sẽ thấp hơn một chút là từ 31 đến khoảng 32 độ. Chuyển sang thời tiết biển, huyện đảo Hoàng Sa dự báo sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển động. Huyện đảo Trường Sa thì có mưa rông rải rác kèm theo nguy cơ về lốc xoáy, riêng vùng biển phía Tây thì gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các vùng trên cả nước vào ngày mai.